Chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Hôm nay là ngày 22 tháng 3. Mình sẽ tiếp tục lên clip giới thiệu với cô chú anh chị một số cây kiểng nhà vườn bên em nha. Ngày hôm nay thì bên em sẽ đi cây đầu tiên là dòng cây kim phát lộc, hay còn dòng này là dòng đúng của nó là sơn liễu lá rí của Indo nhập nha cô chú anh chị. Thân gỗ lộc lúc nào cũng hướng lên trên và lộc đỏ và lá nó rất là nhỏ nha. Ở Việt Nam mình thì cũng có sơn liễu nhưng mà cũng thân gỗ, nhưng mà cái lá nó sẽ rất là to hơn nhiều. Đó là một dòng, và một dòng thì nó sẽ là cái lá rủ xuống, thường có nhiều ở miền Trung nước mình ha. Còn riêng cái dòng này thì nó rất là đặc biệt nha cô chú anh chị, thân gỗ lá rất là nhỏ luôn, nó chỉ bằng khoảng, có những lá nó nhỏ là khoảng cỡ bằng 1/2 của cái hạt gạo mình ăn thôi, 1/3 thôi, là nó rất là nhỏ nha, lá rất là rí luôn. Đó, đây là cô chú anh chị. Tại em để vô là không thấy cái đó. Lá nó rất là nhỏ nha. Tược lúc nào nó cũng hướng lên trên hết nha cô chú anh chị. Dòng này thì mình chơi về bonsai, mình tạo mini đồ rất là tuyệt vời nha. Cây này thì như bên em cũng chi tay định hình cây hết rồi ha cô chú anh chị. Những cây như thế này thì bên em trồng là khoảng từ 2 cho tới 3 năm trở lên mới được như thế này nha. Chăm từ khi còn bé, nuôi khi mà lớn thì bên em định hình là tạo tác tay từ lúc mà cây nó còn rất là nhỏ luôn để nó ra được như thế này ha. Cây thì gọn nhẹ thôi, cầm trên tay rất là gọn nha cô chú anh chị. Đây, phần gốc của cây rồi ha. Rồi. Đó, tàn của cây cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây thân gỗ nha. Hầu như những kẽm mà bên em uống định hình cây á, nó ăn cái thân cây nó ăn vào luôn rồi này nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình sở hữu về mình tháo quớt kẽm ra cũng được nha. Rồi em đo thông số luôn. Tán ngang của cây là được 11. Tán dài của cây là được 20. Chiều cao của cây là được 13. Em tính tới ngay cái mí gốc ngay chỗ này thôi nha. Từ đây ha, bên đây là được 13. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị giá 600k nha. Rồi, cây số 1 ngày hôm nay rất là đẹp nha cô chú anh chị, giá 600k là giá bên em bao ship luôn nha. Giá rất là mềm nha cô chú anh chị, 600k bao ship cho mình luôn. Cô chú anh chị mình ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại là 0902781725. Còn cô chú anh chị mình ở trong thành phố ha, các quận thì bên em sẽ ship trong ngày. Ví dụ sáng của chú anh chị ưng cây này bút đơn thì chiều mình sẽ nhận được đơn nha. Rồi em xin phép qua cây số 1 lên cây số 2 ngày hôm nay. Tiếp theo là cây số 2 nha cô chú anh chị. Cây số 2 thì bên em định hình chi tay hết rồi ha. Cũng có kẽm gịch nè, định hình để nó bẻ tàn thế cho nó uống lượng ha cô chú anh chị, để tạo cái thế đổ nè, cho nên thì thế uống lượng ha. Nhưng mà bên em chưa có cắt tỉa lại nên là cây nó vẫn còn mọc theo chiều hướng, là một số nhánh vẫn là theo chiều hướng tự nhiên nhất nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Cô chú anh chị mình về mình tỉa lại ha, cho nó ra đúng tàn chi tay thì cũng khá là đẹp. Hoặc mình cứ như vậy ha, mình bấm cho nó ngắn những cái này lại, sau đó nó sẽ lên dày tàn hơn nữa, nó sẽ rất là đẹp nha. Rồi, em đo thông số của cây luôn. Tán ngang của cây là được 6. Tán độ của cây nha cô chú anh chị, tán độ của cây là được 8. Chiều cao của cây là được 5. Cây khá là nhỏ nha. Cây này bên em giao lưu với cô chú anh chị giá là 300k bao ship. Rồi 300k bao ship nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nâng ý cây nào á, mình chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Tại vì nhiều khi đó là bên em á, một số cây nó sẽ giống nhau này ha, nó na ná nhau như cô chú anh chị, nên là cô chú anh chị mình gửi hình qua cho nó chắc ăn nhất, rồi bên em gửi hình xác nhận đúng cây của mình, để mà khi mà nhận cây nó sẽ đúng ý của cô chú anh chị ha. Đây, thân của nó nha cô chú anh chị, nó bằng đầu đũa thôi nha, thân cây bằng đầu đũa thôi nha cô chú anh chị, đầu đũa ăn của mình á, cây thế tự nhiên nha. Rồi, em xin phép qua cây số 2 lên cây số 3 ngày hôm nay. Tiếp theo là cây số 3, ngày hôm nay nhà vườn bên em giao lưu nha cô chú anh chị, cũng là dòng kim phát lộc bên em.
Cây này thì cũng định hình tai chi, cũng có cắt tỉa lại hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, chi tai hết rồi cô chú anh chị, mình cứ để lên dây tai mình bấm lại cho nó lên dây tai hơn, rất là đẹp nha. Cây này thì nó, cái rễ nó nằm luôn ở trong cái bình nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy rõ không ạ? Xin lỗi nha, em xoay nó. Đó, cái rễ nó nằm ở trong như thế này nha. Rễ này thì rất là nhỏ nha cô chú anh chị, nhỏ hơn đầu đũa ăn nhà mình luôn á. Ở bên em định hình là từ nhỏ hơn như thế này luôn, là bắt đầu định hình tai chi ra để cho cây nó đi theo cái thế mình mong muốn nha. Thường những cái dòng sơn liễu như thế này á, thì trên thị trường cũng có, nhưng mà cũng một số nhà vườn sẽ có, nhưng mà không có là bẻ hay là chi tai giống như bên em nha. Bên em là sẽ bẻ chi tai theo mình cảm thấy là cái cây nó sẽ có cái dáng, có cái duyên của cây một xíu nha cô chú anh chị. Mình tạo cho cái cây gọi là siêu mini của chú anh chị, làm những cái dòng cây siêu mini cũng đầy đủ chi tai như cây cổ thụ vậy, nhưng mà nó là trồng siêu mini, cây tạo tác trong những cái phong nhỏ. Rồi, cây này bên em là có tàn rớt đồ ha cô chú anh chị. Rồi, em đo thông số luôn. Tán ngang của cây là được 8. Chiều dài của cây nha. Chiều dài của cây là được 16. Chiều cao của cây là được 6. Cái này bên em giao lưu 350k với cô chú anh chị là 350 bao ship nha, 350 bao ship. Cô chú anh chị mình ưng ý liên hệ đến số điện thoại nhà vườn là 0902 781 725. Cô chú anh chị mình chụp hình gửi qua giúp em nha, nó sẽ dễ dàng hơn ha. Nhiều khi bên em lên một lần một clip như thế này thì khoảng cỡ trên 5-6 cây lận. Nhiều khi thì cô chú anh chị nói cái cây chính giữa nó khoảng 2-3 thì bên em sẽ không nhớ là cây nào nha, nên là cô chú anh chị giúp em là chụp hình lại và gửi qua nha. Dạ, nói cho bên em biết là cái ngày nữa. Rồi, em xin phép qua cây số 3 lên cây số 4 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây số 4 nha cô chú anh chị. Đây, cây số 4 thì khá là nhỏ nha, rất là xinh luôn. Rồi, rễ của nó sẽ đi trường lên như thế này nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, cây nhỏ thôi nha cô chú anh chị. Đó. Đó, những cây từ nhỏ như thế này là bên em đã định hình chi tai hết rồi nha. Đó, để cho nó đi theo rồi mình chi tai nó sẽ rất là dễ dàng ha cô chú anh chị. Rồi, em đo thông số luôn. Cây này rất là nhỏ nha. Tán ngang của cây là được 3. Tán dài của cây là được 12. Chiều cao của cây là được 5. Cây này bên em giao lưu cô chú anh chị là 250 bao ship nha. Đó. Riêng cái dòng cây này thì bên em sẽ bao ship cho cô chú anh chị nha. Với lại do là những cây này nè thì bên em sẽ ship nhanh cho cô chú anh chị luôn. Đó. Cô chú anh chị mình ưng ý thì cứ liên hệ hoặc là ghé đến tại nhà vườn ở bên em ở địa chỉ là 1047-3C, khu Phú Năm, đường An Phú Đông 03, phường An Phú Đông, quận 12 nha. Em xin phép qua cây số 4 lên cây số 5 ngày hôm nay. Tiếp theo là cây số 5 nhà vườn bên em giao lưu nha. Cho nên là một số cây như em nói ha, trong cái chậu na ná nhau và cái thế của nó thì nó chỉ hơi khác nhau xíu thôi, nên là cô chú anh chị mình ưng cây nào thì chụp hình gửi qua bên em cho nó dễ dàng cho bên em lấy đúng cái cây của cô chú anh chị ha. Cây số 5 nha cô chú anh chị. Rễ của cây thì nó cũng mọc như thế này ha. Đó. Trường ra như thế này nha cô chú anh chị. Bên em tạo thế cũng lắc lượng cho cây nha. Cây nhỏ thôi, những cây như thế này cô chú anh chị mình có một cái chung nhỏ mình để ở dưới, để ở trên bàn làm việc, góc học tập của mình ha, đều được nha cô chú anh chị. Hoặc là mình có thể là bỏ vô trong cái túi sách của mình ha, tới quán cà phê mình ngồi mình thưởng thức ly cà phê vừa nhâm nhi nè ha, và cắt tỉa lại cái cây của mình đó, thưởng thức nghệ thuật ha cô chú anh chị. Rồi, dòng này mà cô chú anh chị mình đam mê về cái kiểng bonsai mà mini á, nên là chuộng cái dòng này rất là đẹp nha.
kim phát lộc, dòng của nó là sơn liễu lá rí dòng Indo nha cô chú anh chị. Rồi em đo thông số của cây luôn. Tán ngang của cây là được 6. Tán dài của cây là được 9. Chiều cao của cây là được 5. Cây này em giao lưu cô chú anh chị cũng 250k. Rồi cây số 5 giá 250 bao ship nha. 250 bao ship của chú anh chị mình đồng ý liên hệ đến số điện thoại hoặc các bạn Zalo là 0902 781 725. Em xin phép qua cây số 5 lên cây số 6. Rồi, cây số 6 ngày hôm nay là bên em đi theo cặp nha cô chú anh chị, cặp cây mai chiếu thủy nu đặng keo nha. Đó. Cây này thì cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái dòng này thì nó sẽ có u gù lên ha. Cái thân cây nó sẽ u gù như thế này nha cô chú anh chị. Đế của cây nè ha. Hai cây như nhau nha cô chú anh chị, cũng na ná giống nhau nha. Một cũng một thế hơi bay bay chút nha cô chú anh chị. Đó. Em quay cho cô chú anh chị xem. Hai cây đều giống nhau nha. Cây này đang trổ bông nha cô chú anh chị. Những cái này là đều ấy hết cô chú anh chị ơi. Nó dễ trổ bông lắm. Đang rất là trổ bông đây. Bên đây nó cũng đang ra hoa nè ha. Đó. Rồi, em đo sơ lượng thông số của cây nha cô chú anh chị. Quần đế của cây là 25. Nó sẽ ngang ngang nhau ha cô chú anh chị, cây bên đây thì 23, cây bên đây là 25, đây 23 nè. Rồi chiều cao em đo sơ lược thôi ha, tại vì hai cây nó rất là giống nhau nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 30 nha. Đo cái hoành thân. Thân cây. Thân cây đo với vị trí đó nha cô chú anh chị. Là được 9 nha cô chú anh chị, hoành thân là được 9 tại vị trí này. Hoành thân bên đây cũng được 9 nha. Hai cây nó sẽ xem nhau nha cô chú anh chị. Nên là bên em sẽ đi theo cặp ha. Cây này là A cây 700k bao ship nha cô chú anh chị. Lấy giúp em hai cây luôn nha. Bên em đi theo cặp không có tách lẻ nha cô chú anh chị. Tại vì nó na ná giống nhau rồi, đi một cây thì bỏ một cây lại thì nó bị buồn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi một cặp cây 700.000 bao ship mai chiếu thủy nu đặng keo. Hai cây này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay mà bên em giao lưu cùng cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị mình nâng ý thì liên hệ đến số điện thoại nhà vườn bên em là 0902 781 725. Và cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Kính chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip kỳ tới nha.